Dạ, giờ kéo thúng lên đi biển cả nhà. Giờ này cũng 2 giờ rưỡi rồi. Cá mày ra. Lên lên lên. Lên lên lên. Mày đâu có. Thúng này thúng ông nữa chứ không phố. Thúng nữa. Thúng ông phải phải xuống dành và hay là mua thúng mới chứ cái đó xuống dành sao đi tả? Tiệt lét sao đi? Ồ mua thúng mới rồi chứ. Cái thúng đó mà ông xuống dành nó tiệt lét nó thúng sen luôn ha. Hơn nữa thúng sen nó bự nó rơm. Mua lại thúng là lại á. À thúng nó sáng dành cho hết dành lại cho cát. Nào bán. Ờ kéo neo luôn. Đèn mình chụp trong sáng ghê. Bây giờ tới chỗ bỏ thúng nha cả nhà. Để cũng câu lại bán qua lại. Chừng nào mình đi khác chỗ mình cũng thông báo cho cả nhà biết luôn. Đó, đây cũng bỏ ngay điểm chỗ qua lại cho mấy anh em câu ngày qua câu kiếm gạo điều hết luôn. Kiếm gạo ngon á nha, kiếm gạo điều hết luôn á. Xin chào cả nhà. Bữa nay bỏ thúng cũng sớm quá. Neo dầm neo này cũng sớm cho nên hồi nãy neo là tàu cũng còn tối quá nên sợ thấy không có rõ nên mình không có quay cái khúc neo. Dạ mong cô chú anh chị thông cảm. Đó cái chỗ khu vực này là mình neo lại cái dầm đầu tiên chỗ hôm qua này cũng kiếm dài cũng giật ta rồi cá mú đồ. Rồi từ từ tính sau. Ngày qua là kiếm gạo hết, ngày qua một cá nhỏ là con cá mú chiên nữa mình kiếm gạo ngon luôn. Đó giờ ra đây lại khu vực đây, bữa nay chiều kia người ta chở ra đây theo cũng đông không cả nhà. Chiên nọ cũng năm kia mình là năm chiếc á. Năm chiếc có mấy chục cái thúng. Đó cũng hơi đông đảo một chút nhưng mà chỗ nào có bà con ta làm bây giờ sao đây. Bây giờ mình móc nó hai con mòn đầu tiên nha cả nhà. Thank you.
giật ta lớn đầu tiên. Thank you.
dầm sáng số mai hết ăn rồi cả nhà. Giờ cuốn câu giờ đi chỗ khác. Mới ăn coi cá thu mà không có có được, bị hụt bầu, uổng quá uổng luôn. Số mai số muỗng móc con bạc má ngon ghê. Tới để ăn phép, chụp nén lại không được, chặt lắm luôn. Uổng quá uổng. Cái dòng may mắn là bà cậu cho ăn ăn à cả nhà. Còn cho thôi chứ ăn ăn vậy nó cũng không có được. Để dầm sáng được nhiêu đây cả nhà. Dầm sáng được nhiêu đây nè. Dầm thứ hai có mấy con dập xanh nhỏ nhỏ cả nhà nên không có quay không. Giờ mới giờ dầm đây dầm thứ ba nè. Cái gì đây nặng nặng đây. Thank you.
được nhiêu đây cả nhà? Cá dập lớn lớn được vài ký, rồi 2 ký á, dạng đóng. Dầm cuối rồi, dớt thú vô luôn nha cả nhà. Dầm đây dầm cuối này. Cá hồng. Thank you.
cả nhà, được con cá hồng nhỏ à. Cá hồng. Bữa nay mình câu thấp luôn cả nhà. Bữa nay câu quá thấp luôn. Có cái dập lớn lớn chứ mà thương quá. Câu hồi chạy xuống rạng câu chừng trứng gạo được á. Dạ giờ đi dốc thúng rồi cả nhà. Giờ mấy anh em về ghe hết nha cả nhà. Giờ đang kéo thúng chạy vô. Dạ từ đây chạy vô bờ chốc cỡ 3 tiếng mấy á cả nhà. Tám nó tới bờ rồi cả nhà ơi ra. Dạ giờ ghe đã tới bến rồi cả nhà. Giờ mấy anh em đang bỏ thúng. Bữa nay mấy anh em kiếm gạo đều hết cả nhà. Kiếm gạo ngon nha. Dạ giờ số lượng cá mình hốt ra xô xách ra căng nha cả nhà. Đó bữa nay cậu cũng ít cá rồi cả nhà. Có dập lớn nha mà nó chưa. Con à. Nè sâu sàng sàng số lượng cá của chú Tám nè. Chú Tám hôm nay kiếm gạo nha cả nhà. Này cá mú à, cá mú của chú Tám đúng không phải không? Mú và da ha. Da nè. Đèn thúng đi đông lên cả nhà. Tổng cộng ở làng mình là bộ ghe bộ xuồng là 8 chiếc á. Đó, thấy dàn rỡ từ đây dọc lên trên kia luôn, đông lắm. Cá rất là đông luôn. Đây nữa nè, đèn một bên nữa nè. Cho đèn thúng rồi căng xong là mình căng. Đó. Quá nhộn nhịp luôn. Rồi, đó kia số lượng cá mình căng nha cả nhà. Cộng 2 kg là 67 không? Cái chín còn cái sáu. Dạ. Cái sáu giá 40. Khoan bỏ ra ngày nào cũng cầm cũng không có đổ hết kìa. Bao quay đó lụm đủ không mấy?
là hết. Cái ba bỏ luôn hết luôn, màu đen bỏ ra đi, bỏ ra màu đen ra hả? Em muốn nhiêu cái ba, cái ba muốn muốn bao nhiêu anh? Nhiêu cái tư. Rồi mở con cái rử nè, gỡ ra cái rử luôn, ai rử cái rử đây, rử cái rử đi. Cái rử cái mú giá nhiêu chị? Đây cái mú 100.000 nha. 100.000 hả? Rồi cái rử cái mú giá 100.000. Càng đi bóng càng rỉ cả nhà. Mấy bữa 102, 101 giờ còn tâm. Rồi, cái đây 70 à, cái mốt 70 ngàn nè. Cái mốt 70. Cái đỏ. Cái đỏ. À, lộn dụng nữa xong. Đưa 20 đây nè, 20 tổng 20 ngàn cái gì? 20 ấy, con bò chày. Con bò chày cường ăn không? 20 ngàn ăn không nè? Bắt đầu ra cho nó bỏ trong thùng hết đây rồi xong đi thùng tới đổ vô luôn. Bỏ thùng nào? Cuối cùng là 20 nha cả nhà. Dạ số lượng cá mình nhiều đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và hẹn lại video sau. Dạ tạm biệt. Dạ video mình tới đây tạm dừng nha cả nhà. Dạ số lượng cá mình trăng mình cũng nói giá rõ ràng là cả nhà. Cá mú giờ còn 100.000 ký. Dạ thôi hẹn cả nhà video sau. Dạ chào tạm biệt.